Công ty động cơ điện Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor 3 pha công suất 90 kW, còn gọi là 120 mã lực. Sản phẩm nhập khẩu mới 100%, sản xuất theo công nghệ Úc, tốc độ 1480 vòng trên phút, tua chậm 4 cực điện, khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 280 mm, đường kính cốt trục là 75 mm, cường độ dòng điện định mức cho phép 95.3 A khi đấu sao, 165 A khi đấu tam giác. Quý khách có thể xem hộp cực điện như sau. Sản phẩm có hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, có thể bảo vệ motor với những hạt bụi và nước cực nhỏ. Motor có chế độ làm mát toàn phần, cấp chịu nhiệt S. Trọng lượng cả kiện gỗ motor là 600 kg. Nhờ cấu tạo bằng tôn silic xanh cá nguội từ trường ổn định, sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Để tiện việc lắp đặt, quý khách xin lưu ý trên chân đế, khoảng cách giữa các tâm lộ đế dọc trục là 419 mm, khoảng cách giữa các tâm lộ đế ngang trục là 457 mm. Sản phẩm Minh Motor được phân phối tại 45 tỉnh thành trong cả nước. Thương hiệu Minh Motor được đăng ký độc quyền với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn và được phục vụ quý khách.